Hi, xin chào tất cả các bác và mọi người. Chào mừng các bác và mọi người đến với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Đó. Thế thì trong những cái video clip của tôi vừa rồi á, đấy, thì có rất là nhiều bác có trao đổi với tôi rằng là sau kênh YouTube của anh có chỉ nhìn nhận cái vấn đề nó gọi là đa chiều và gọi là đa diện như thế để mà nhìn toàn cảnh mọi thứ nó rõ ràng hơn một chút. Thì tôi xin báo cáo với các bác rằng như thế này, từ cái thời mà tôi rất còn trẻ, nghĩa là còn khá trẻ, thì là tôi có nghe được một cái bài hát đấy. Cái bài hát đấy là của cô ca sĩ Madonna đấy, bài hát Frozen, và trong đấy thì là có một cái câu mà tôi cho rằng là cực kỳ triết lý, mà tôi chỉ nghe được đúng cái câu đó thôi, còn đâu là toàn bộ bài hát thì tôi không không nhớ rõ là như thế nào. Có nghĩa là cái câu đấy là "You only see what your eyes want to see". Đấy. Và câu thứ hai là "You're frozen when your heart is not down", nghĩa là "is not open". Đấy. Tôi thì rút tiếng Anh cho nên các bác là thông cảm tôi một chút đúng không? Lâu lắm rồi mình cũng không dùng. Thế thì cái câu đấy có ý nghĩa nôm na rằng là như thế này. Đấy. À, bạn chỉ nhìn thấy những gì bạn muốn thấy. Đấy. Và bạn băng giá khi mà trái tim của bạn nó không rộng mở ra. Thì câu đấy là đi theo tôi suốt cả một cuộc đời thanh niên lẫn trung niên. Đấy. Thì báo cáo với các bác là như thế. Thì cái câu đấy có nghĩa rằng là nó giống như là cái kinh nghiệm, thì nó cũng hình thành nên kinh nghiệm, nhưng cũng hình thành nên cái thứ nó gọi là thành kiến và định kiến. Khi chúng ta gọi là đã hình thành được thành kiến và định kiến ở trong bản thân mỗi người rồi, thì chúng ta chỉ nhìn được cái khía cạnh của góc địa của vấn đề ấy, theo đúng cái góc độ đấy thôi. Đấy. Theo đúng cái thế giới quan, theo đúng cái tư duy, theo đúng cái thành kiến và định kiến của chúng ta thế thôi. Thế cho nên là nhiều bác mà khi mà nhìn vào kênh YouTube của tôi thì bảo rằng là à sao video của anh lại đưa vào khía cạnh này đấy, à sao video clip của anh lại đưa vào khía cạnh kia. Thì báo cáo với các bác rằng là chúng ta nên nhìn toàn diện của mọi vấn đề đấy, bằng một cái trái tim nó không bị sân si, nó không bị bám chấp, nó không bị dính mắc vào bất cứ một cái lĩnh vực gì cả đấy. Đấy, chỉ là báo cáo các bác là như thế. Thì nó chỉ làm được khi mà trái tim của chúng ta rất là thoải mái, mà khi mà trái tim của chúng ta và tâm trí của chúng ta cực kỳ rộng mở để đón nhận. Đấy. Chứ chúng ta không nên gọi là bằng thành kiến và định kiến. Tôi để ý rằng là cực kỳ nhiều các bạn thành kiến và định kiến thì các bác lại rất hay chửi bới, rất hay dùng những cái từ ngữ không hay ho, để rồi cuối cùng YouTube nó ẩn những cái comment, những cái bình luận ấy đi. Đấy. Mà không chỉ ở kênh của tôi, còn ở các bác ấy còn đi, tôi nhìn thấy các bác đấy còn ở cả kênh khác nữa cơ. Đấy, cũng thế cả. Và để mà hiển thị cái comment của mình lên thì các bác phải dùng rất là nhiều cái chiêu trò. Từ cái việc rằng là khuyết không dấu, rồi từ cái việc mà gọi là dùng những cái dấu chấm dấu phẩy rồi viết tắt viết cách kiểu kiểu ấy. Tại sao lại phải khổ thế? Nhiều khi tôi hỏi mọi người rằng tại sao lại phải khổ như thế để mà làm như thế? Có đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái thứ mà thành kiến với định kiến nó sẽ cho con mắt của chúng ta nhìn được đúng cái vấn đề chúng ta thấy. Nó giống như là tôi vào cái trang Facebook của bạn tôi thì hiển thị ở trên cái dòng gọi là thời gian của bạn đấy là và trong cái gọi new feed của bạn đấy toàn những cái thông tin nó rất là kỳ lạ. Thế thì nó hiển thị cả những cái thứ như thế. Hay là ví dụ như tôi nhìn vào cái cô nhân viên của tôi mà khi vào trong cái nghĩa là tôi chỉ liếc qua một cái Facebook với cả một số các trang web của bạn ấy vào làm thôi, thì cái quảng cáo nó hiển thị lên là toàn có gọi là steak soi nọ kia linh tinh, có nghĩa là bằng bề ngoài thì các bạn ấy có vẻ rất là nhu mì, rất là uyển, nghĩa là rất là ủy mị, thế nhưng bên trong của bạn đấy là cái khát khao nó rất là lớn. Đấy. Thì các bác có thể hiểu rằng là cái công nghệ nó sẽ gọi là hiển lộ cho chúng ta nhiều thứ mà chúng ta có thể là nhìn được vào từ đấy. Đấy. Thế thì trở lại cái câu chuyện về tháng 7 ấy, thì trước khi tôi vào cái bài viết của bác Vũ Khoan đấy, người mà tôi đã có làm video clip về bác Vũ Khoan này rồi cùng với bác Phan Văn Khải. Thế thì báo cáo với các bác rằng là nó tôi kể các bác nghe một cái câu chuyện như thế này. Đó là có thời kỳ mà bạn của bố tôi ấy, đấy, là một người cũng làm lãnh đạo. Đấy. Thế thì bác ấy rất là sốc khi mà có cái thông tin mà khi tôi chia sẻ với bác ấy rằng là à ngày xưa là từ cái thời gọi là mới lập quốc, nghĩa là từ cái thời mà năm 1945 á, mới lập quốc thì bác Hồ của chúng ta là đã gửi những cái lá thư rất là nhiệt tình để mà muốn kết giao quan hệ với cả cả Mỹ, nghĩa là Hoa Kỳ. Đấy. Thế thì rằng là để báo cáo với các bác rằng là cái bác bạn của bố tôi ấy, rất là buồn
buồn lần thẩn luôn ấy, và không tin rằng đấy là sự thật. Đấy, thì hoàn cáo các bác là như thế. Rồi bởi vì chúng ta đã bị cái tư tưởng, chúng ta bị thành kiến rằng là người Mỹ là kẻ thù và chúng ta không bao giờ được chơi với người Mỹ kiểu vậy. Đấy. Thế thì cả một cái nữa liên quan đến cái việc mà sau này khi mà bác Vũ Khoan bác cái tổng kết lại những cái câu chuyện về tháng 7. Đấy. Là cái tháng 7 nó như thế nào? Thì bác ấy liệt kê ra rằng là thứ nhất ngày mùng 4 tháng 7 là cái ngày mà lập quốc của Hoa Kỳ. Đấy. Ngày 12 tháng 7 là vừa tròn 25 năm nước ta và Mỹ gọi là bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ngày 14 tháng 7 thì Pháp là mừng cái ngày quốc khánh, đúng không ạ? Và ngày 20 tháng 7 thì là ngày chúng ta ký kết cái hiệp định Geneva vào năm 1954, kết thúc cái chiến tranh. Đấy, có đúng không ạ? Tại Đông Dương. Và ngày 23 tháng 7 thì vừa tròn 40 năm ông Phạm Tuân bay lên vũ trụ, có đúng không ạ? Và ngày 27 tháng 7 thì là ngày thương binh liệt sĩ, chúng ta kỷ niệm những cái máu xương của dân tộc. Và ngày 28 tháng 7 thì lại vừa tròn được 1/4 thế kỷ nước ta trở thành cái thành viên của ASEAN. Đấy. Thì báo cáo với các bác là như thế. Cái đúng không ạ? Thế đi từng cái dấu mốc đấy thì bác Vũ Khoan bác ấy phân tích ra từng cái trường hợp như thế nào. Đấy. Thứ nhất vào ngày mùng 4 tháng 7 thì bác ấy trích dẫn luôn rằng là trong cái tuyên ngôn độc lập của bác Hồ ạ. Đấy. Thì bác Hồ đã trích dẫn cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Để đây tôi có thể là trích dẫn cho các bác nghe là khi trong tuyên ngôn độc lập thì tất cả mọi người đều có quyền tự do và bình đẳng, tạo hóa cho họ những cái quyền mà không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đấy là những cái mà trong bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 bác Hồ đã chia sẻ đấy, bằng cách trích dẫn rằng cái tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Có đúng không ạ? Đấy. Thế chỉ rằng là sau đấy thì bác Hồ đã gửi 8 cái bức thư cho các ông tổng thống thời đấy của Mỹ để mà muốn kết hợp cái gọi là quan hệ ngoại giao với 5 cái nước hàng đầu thế giới lúc bấy giờ. Đấy. Thì mọi người là cứ tưởng rằng là sau này cái truyền thông rồi tất cả cái tuyên giáo rồi mọi người sẽ tưởng rằng là bác Hồ là chống Mỹ rất quyết liệt. Thế nhưng bác Hồ ai có lợi cho dân tộc thì chúng ta làm. Mà cái lợi này ấy, nó sẽ tùy từng thời điểm. Trong cái thời điểm đấy thì có thể bác Hồ muốn kết giao với Hoa Kỳ để mà tránh cái cuộc chiến sau này, đúng không? Thế nhưng Hoa Kỳ đã bỏ qua cái việc đấy và cái việc mà sau này là chúng ta chiến đấu mất 20 năm để mà chiến đấu, để mà giành độc lập tự do. Thì cái đấy là khoảnh khắc mà chúng ta vẫn phải chấp nhận. Đấy là hoàn toàn đúng trong cái thời điểm đó. Đấy, có đúng không ạ? Đấy. Thì báo cáo với các bác là như thế. Nhưng chúng ta mà khi có được cái cơ hội quay ngược trở lại thì chúng ta vẫn có thể hoặc là có được một cái cơ hội gọi là sửa những cái vấn đề, hoặc là chúng ta có cơ hội gọi là hàn gắn những cái thứ đấy. Chúng ta luôn luôn sẵn sàng. Đấy là cái tư tưởng của ông Hồ Chí Minh, là ông luôn luôn ông làm như vậy. Đấy. Cái gì có lợi cho dân tộc trong cái thời điểm thì chúng ta phải làm thôi. Đấy. Bởi vì không cần phải quan hệ với cá nhân, không cần phải quan tâm đến cái sĩ diện, không cần phải quan tâm đến cái ngã mạng. Đấy. Cái quan trọng là dân tộc này đi được đến đâu, và cái quan trọng là dân tộc này phải thật tốt, chứ tôi không cần tôi phải tốt, tôi không cần rằng là tất cả mọi người, một số người được phải tốt, đúng không? Và quan trọng là cả cái dân tộc này phải tốt, thế là được rồi. Đấy. Thế đây là cái tư tưởng của ông Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Thì cái ngày 14 tháng 7 nó cũng thế, thì bác Hồ cũng trích dẫn cái đoạn đấy ở trong cái nhân quyền của tuyên ngôn của Pháp vào trong đó, đúng không ạ? Thì tháng 7 đấy nó cũng kỷ niệm gọi là 25 năm chúng ta chính thức trở thành cái thành viên của ASEAN vào năm 1995, đúng không ạ? Đấy là cái điểm hội nhập quốc tế. Rồi nó cũng kỷ niệm chính thức rằng là 25 năm việc mà Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam. Đấy. Đấy. Chính thức năm 1995. Và đến năm 2000 cũng vào tháng 7 đấy thì chúng ta đã vừa rồi đứng ra kỷ niệm gọi là 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Có đúng không ạ? Đấy. Thế toàn bộ những câu chuyện đấy là câu chuyện liên quan đến ngoại giao của Phó Thủ tướng Võ Đức Đam, Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Có đúng không ạ? Thế thì toàn bộ cái tháng 7 đấy là rất là nhiều chuyện. Bác Vũ Khoan ấy thì bác ấy viết cái gọi là cảm nghĩ tháng 7 này, nó rơi vào lúc đấy là chưa có cái gì Covid nó nở ra. Đấy, đúng không? Đấy, tuy nhiên rằng là những cái câu chuyện mang tính lịch sử thì không cần quan tâm đến cái Covid thời hiện tại này, để các bác thấy rằng là cái câu chuyện mà cái tầm và cái tâm của con người ấy, nó sẽ bị vượt lên trên cái tôi. Đấy.
Cái tôi ở đây nó bao gồm cái thứ nó gọi là gọi là thứ nhất lợi ích của cái tôi. Lợi ích thì lợi ích về vật chất, thứ hai lợi ích về tinh thần. Cái lợi ích về vật chất thì chúng ta có tiền tài để chúng ta thỏa mãn những cái gọi là bản ngã cá nhân, bao gồm có những cái gọi thỏa mãn về xác xác thịt, rồi là thỏa mãn những cái nó gọi là ăn uống vị giác các thứ linh tinh, đúng không? Rồi là đi xe nọ kia đấy, cái cảm xúc. Còn một cái cảm nghĩ là thỏa mãn cái cảm xúc về tinh thần, là ta là phải đứng ở trên một cái nước nào đó, ta là không được phép nhún nhường, ta được phép gọi là nọ kia. Thì báo cáo với các bác rằng đấy chính là cái mà gọi là ông Tập Cận Bình đang bị sai lầm việc đó. Khi ông ấy thỏa mãn những cái thứ đấy, ông ấy muốn rằng là ta là người đứng đầu của dân tộc, ta là người gọi là ghi danh lịch sử, rồi ta là cái người mà nọ kia. Thì chính cái đấy chính làm cho cái ông Tập Cận Bình này, ông ấy đưa đến cái đưa cái dân tộc, đưa cái đất nước Trung Hoa đến cái thời kỳ nó gọi là thời kỳ suy thoái, gọi là không được lòng quốc tế, rồi tất cả bị mọi người đánh đập nọ kia đấy, chỉ vì cái bản ngã cá nhân của ông đấy, có đúng không ạ? Đấy. Khi người ta đã làm vì cộng đồng, người ta phải hy sinh cái bản thân mình đi. Khi tôi đã làm cái video clip này, tôi làm cái kênh YouTube này, thì sẵn sàng phải lường trước những cái rủi ro đến với mình, chứ không phải là không lường trước. Và khi tôi chấp nhận cái rủi ro đấy, thì có nghĩa rằng là lúc đấy tôi sẵn sàng public những cái thông tin, và tôi sẵn sàng gọi là chia sẻ những cái nhận định này với các bạn. Đó. Thì đấy là cái thứ để mà chúng ta phải thấy rằng là khi cái bản ngã cá nhân nó sẽ làm con người ta như thế nào đấy. Nó giống như một anh Mr. X thì đấy, khi anh ấy thỏa mãn bản ngã cá nhân lên, thì anh ấy đồng thời tước bỏ đi một cái thứ nó gọi là ghi danh cho lịch sử của dân tộc. Mặc dù là dân tộc và lịch sử trao cho anh một cái thời điểm nó rất là tuyệt vời, trao cho anh một cái sứ mệnh và trao anh một cái chức vụ cực kỳ gọi là tuyệt vời để anh có thể ghi danh trong lịch sử. Nhưng anh từ chối cái cơ hội đấy là bởi vì cái bản ngã cảm xúc cá nhân của anh muốn lợi cho anh muốn lợi cho bạn bè của anh muốn lợi cho gia đình của anh muốn lợi cho dòng tộc của anh. Có một cái câu nói rằng là ngày xưa tôi có một anh sếp ấy, thì anh ấy trao đổi với tôi là như thế này. Bởi vì tôi hỏi một cái câu, tại sao anh phải làm giàu quá như thế làm cái gì? Trong khi đó rằng là anh một tháng anh có tiêu hết có đâu cỡ 3-4 triệu gì đấy. Thế thì lúc năm đấy, năm gọi là 2006-2007 nó cũng cao đấy, chứ không phải là thấp đâu. Thì báo cáo các bác là như thế. Thế nhưng mà nó rất là thấp so với số tài sản của ông đấy. Thì ông ấy trả lời tôi một câu rằng là khi mà bạn mà đã gọi là có được một cái tài sản ở mức độ nhất định rồi, thì cái việc mà nâng cao cái số tài sản đấy lên nó không còn quá quan trọng nữa. Mà lúc đấy bạn phục vụ vào cái bản thích cá nhân bằng cái thang nhu cầu của Maslow ấy. Đấy. Để mà đến cái thang cao nhất ấy, là gọi là muốn thay đổi thế giới, gọi là muốn mọi người cục diện ấy. Tôi không thích cái thang nhu cầu của Maslow, nhưng mà tôi vẫn học cái đấy, bởi vì nó là thước đo cái bản ngã cá nhân. Và khi người nào càng bản ngã cao, người ta càng muốn cái điều đấy. Cho nên là cái anh gọi là cái anh Hitler, các bác đã đọc những cái sách của anh Hitler rồi, thì anh thấy rằng là cái anh đấy là cái anh rất giỏi trong việc truyền thông, rất giỏi trong việc nâng cao vị thế dân tộc, nhưng cuối cùng anh ấy trở thành một cái tội đồ trong cả thế giới này luôn, có đúng không ạ? Bởi vì là anh cách làm của anh ấy sai, anh ấy nâng cao cái thứ của mình nó cao trên của dân tộc, thế thì tèo thôi. Thì báo cáo với các bác rằng là tôi rất là vui bởi vì có một số người bạn của tôi đã từng đang làm quan chức chứ không phải là không, và đã đọc được những cái như thế này rồi, thì tôi biết chắc được rằng là rất nhiều những cái người làm nhà nước khác, những cái người làm chính quyền khác cũng đọc được những cái và cũng nghe được những cái mà tôi chia sẻ như thế này rồi. Thì tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người đấy rằng là khi làm bất cứ một thứ gì đấy, thì bạn thử cân nhắc rằng là cái lợi ích của nhân dân với cái lợi ích của bản thân bạn, thì các bạn sẽ đặt vào cái trường hợp nào. Khi mà đưa lên bàn cân thì các bạn sẽ thấy rằng là của 1.000 con người trong khu dân của này của mình, với một chính quyền phường, với bản thân của bạn ở đây, thì bạn sẽ đặt cái nào nó cao hơn, cái nào lựa chọn hơn, thì lịch sử nó sẽ ghi nhân bạn, ghi danh bạn ở trong những cái gọi là lựa chọn nó như thế. Đấy. Thì đấy là cái video clip của tôi trong cái buổi chiều thứ bảy hôm nay. Tôi thì chưa nghĩ ra được cái video clip trong buổi tối, nhưng mà có một ý tưởng đó gì hay thì tôi sẽ làm cái video clip. Đấy. Còn một số cái video clip mang tính gọi là nhạy cảm, ví dụ như là bàn về vấn đề thể chế, vấn đề đa nguyên đa đảng đấy. Cái vấn đề đấy thì tôi sẽ làm một loạt các video clip, nhưng mà tôi sẽ ở một dấu mốc cụ thể khi mà những cái kênh của tôi nó đã phủ rộng rồi, thì tôi chia sẻ những cái đó để nhiều người biết được hơn rằng là chúng ta nên như thế nào. Thì báo cáo các bác là như thế.
Thì các bác nào mà chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để mà đợt tới có thể nhận được những cái chia sẻ với những cái nhận định của tôi. Và thì rất cảm ơn tất cả các bác và mọi người, và ngay cả những cái chia sẻ với những cái comment, những cái ý kiến trong những kênh của tôi cố gắng trả lời hết tất cả. Cảm ơn các bác. Đấy.